Rất vui được gặp lại bà con nông dân và quý khán giả trong chuyên mục Cùng Nông Dân Ra Đồng. Chuyên mục này do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai và Tập đoàn Lộc Trời phối hợp thực hiện. Thưa bà con, hiện tại thì tình hình thời tiết diễn biến khá là phức tạp, thường xuất hiện những cơn mưa lớn và kéo dài. Đây là giai đoạn mà cây trồng nói chung cũng như cam quýt nói riêng thường xuất hiện các loại dịch bệnh. Vậy thì chế độ dinh dưỡng cho cây trồng trong giai đoạn này như thế nào để cây có thể là khỏe mạnh, sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chọi với các loại dịch bệnh? Vâng, câu trả lời sẽ có trong chương mục ngày hôm nay. Xin mời bà con nông dân và quý khán giả chú ý theo dõi nha. Cây có múi là đối tượng cây trồng mang lại thu nhập cao cho nhà nông, trong đó đặc biệt là cây cam, quýt. Vì ngoài cung cấp cho thị trường trong nước, thì nhu cầu xuất khẩu của hai loại nông sản này luôn đứng đầu danh sách các loại cây ăn quả xuất ra nước ngoài. Thời điểm hiện tại, cam quýt đang bước vào giai đoạn cao điểm phòng trừ sâu bệnh và cung cấp dinh dưỡng đua trái. Thực trạng các loại bệnh xuất hiện như ghẻ nhám trên trái, vàng lá, thối rễ là những vấn đề không chỉ bà con nông dân quan tâm mà các nhà quản lý, nhà chuyên môn luôn trăn trở tìm cách tốt nhất để chuyển giao đến bà con các biện pháp kỹ thuật để chăm sóc. Thì vấn đề hiện nay là đối với nông dân trồng quýt hiện nay là đang phần lớn hiện nay bà con mình đang tập trung làm trái, xử lý ra hoa, làm trái để đón cái thị trường Tết sắp tới. Hiện nay bà con mình đang gặp phải một số cái vấn đề chính như là một số cái dịch hại cũng như là một số cái khó khăn, đặc biệt là cái vấn đề dinh dưỡng trên cây có múi rất là quan trọng. Thì hiện nay một áp lực mưa nhiều nó sẽ là cái điều kiện rất bất lợi cho cái phát triển của cái bộ rễ. Thì bà con biết rằng là đối với cây có múi thì năng suất khá là cao. Do đó là đầu bà con phải đầu tư một cái lượng phân bón hàng năm tập trung khá là lớn. Thì do đó là bà con mình, cái bộ rễ nó rất là quan trọng. Nó là cái nơi để nó hấp thu nước cũng như dinh dưỡng lên để nó nuôi trái, để đảm bảo cái năng suất sau này. Thì với cái thời tiết hiện nay thì nó rất là bất lợi cho cái quá trình phát triển của rễ, đặc biệt là những cái vườn mà chúng ta không có cái hệ thống mà mương thoát nước như vậy. Ngoài ra thì cái phân bón nó là cái yếu tố cấu thành cái năng suất để đảm bảo năng suất sau này. Do đó đây là một cái yếu tố cũng rất là quan trọng, bà con mình cũng cần phải lưu ý. Chương trình Cùng Nông Dân Ra Đồng của Tập đoàn Lộc Trời, các kỹ sư ba cùng gắn bó với bà con trên ruộng vườn, nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình sâu bệnh hại nên bà con phần nào an tâm thực hiện. Vừa rồi bà con nông dân và quý khán giả cũng đã theo dõi một vài hình ảnh mà chúng tôi đã ghi nhận được tại một số vườn cam quýt của bà con ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một số bà con nông dân ở đây để nghe bà con chia sẻ về những vấn đề mà bà con đang gặp phải trên vườn cam quýt của mình. Dạ chào chú ạ. Thưa chú, hiện tại thì trên vườn cam quýt nhà chú thì đang gặp phải một số vấn đề gì mà khiến chú băn khoăn lo lắng ạ? Hiện nay thì với cây có múi mà riêng cây quýt này thì nói chung là nó có nhiều vấn đề, để thứ nhất là sâu bệnh. Bây giờ là nó có thứ nhất là bệnh vàng lá, thối rễ, rồi thối trái, rồi cũng có thêm là có một số cái con chích hút vào trái. Khi trái lớn thì nó bị hư, thối rụng. Theo chú thì cái việc phòng bệnh và cái việc bổ sung dinh dưỡng cho cây á, thì cái việc làm nào nó quan trọng hơn à? Theo cái kinh nghiệm của chú thì cái sâu bệnh là mới quan trọng, chứ còn thật sự cái dinh dưỡng thì theo cái quýt này tôi biết là nó do có bộ rễ nó hư, nó không có dinh dưỡng được, thành ra do là sâu bệnh là theo tôi là chủ yếu là quan trọng. Vâng ạ, vừa rồi thì kỹ sư Giang Nguyễn Khôi cũng đã nghe một nhà nông chia sẻ về ý kiến của mình về vấn đề sâu bệnh. Không biết thì ý kiến của kỹ sư Giang Nguyễn Khôi như thế nào ạ? Kính chào quý bà con xem đài. Thì cũng như chú vừa, hiện nay một số bà con mình đang quan tâm một số cái vấn đề chính trên, đặc biệt là trên cây có múi hay là cây cam quýt. Thì hiện nay á, cái vấn đề chú đang quan tâm thì hầu như tất cả những khu vực trồng cây có múi đều gặp phải. Thì hiện nay cái vấn đề quan tâm đặc biệt là hiện nay là cái bệnh vàng lá thối rễ là hiện nay là một trong những cái vấn đề mà đang gây bức xúc ở dưới bà con dân. Thì cái bệnh này do một số cái yếu tố là một số cái loài nấm. Thì thường hiện nay là hầu như là khi mà phân tích ra thì hầu như là nó bị gây hại bởi hai con nấm chính, tức là nấm Fusarium hoặc là con Phytophthora, nó gây ra, nó tấn công vào bộ rễ, nó thối hoàn toàn cái bó mạch trong rễ, thì hoàn toàn cây không thể nào đưa nước cũng như phân bón lên để nuôi trái nuôi thân. Thì bà con mình thấy trong một thời gian khoảng một tháng sau bắt đầu
nấm nó tấn công vào bộ rễ, nó phá hư cái bó mạch. Thì bà con nhìn biểu hiện trên lá, trên trái, bà con mình thấy bắt đầu nó vàng, bắt đầu lá nó vàng, nó xuống, bắt đầu rụng hàng loạt. Như vậy thì đây là cũng là một cái vấn đề hiện nay bà con mình rất là khó khăn trong vấn đề phòng trừ dịch hại. Cái vấn đề khó khăn gặp phải hiện nay là một số cái côn trùng chích hút, đặc biệt là giai đoạn đang mang trái, thì nó sẽ chích hút, nó sẽ làm, thứ nhất nó làm hư, nếu mà vào cái giai đoạn mùa mưa thì nó sẽ làm cho cái tình trạng thối trái xảy ra nhiều hơn, bà con mình khó quản lý hơn. Và cái vấn đề thứ hai, nó sẽ chích, sẽ làm giảm đi cái phẩm chất trái, nó làm cho cái mẫu mã chúng ta bán nó cũng bị giá thành nó thấp hơn. Và cái vấn đề hiện nay bà con mình đang gặp khó khăn là cái tình trạng ghẻ lồi, ghẻ lõm, đặc biệt giai đoạn này, đặc biệt giai đoạn giữa mùa hiện nay mưa nhiều như hiện nay, bà con mình cũng đang gặp phải rất là khó khăn. Thì đây cũng là do nấm và vi khuẩn nó tấn công cùng một lúc, nó sẽ làm cho cái tình trạng xuất hiện phần lớn là trên lá và trái nó gây hại. Thì đây là cũng là cái nguyên nhân nó sẽ tấn công vào, nó sẽ làm cho cái lá cũng như cái trái chúng ta nó bị nặng và nó gây, sau đó nó sẽ rụng hàng loạt và là bà con mình chắc chắn là sẽ giảm cái năng suất. Thì để giúp bà con mình có một cái nhìn chính xác về cái dịch hại, bà con mình có biện pháp phòng trừ một cách hiệu quả nhất, thì đối với cái vàng lá hiện nay, cái vàng lá thối rễ hiện nay, thì bà con mình hiện nay chủ yếu chúng ta phòng là chính. Thì hiện nay các cơ quan cũng như ban ngành hiện nay người ta đang khuyến cáo theo canh tác theo hướng bền vững, thì bà con mình thường xuyên sử dụng cái nấm đối kháng là cái nấm Chicoverma. Bà con mình có thể trộn phân hữu cơ hoặc là bà con mình tưới trực tiếp. Thì đặc biệt về phía công ty bảo vệ thực vật An Giang hiện nay đang có cái sản phẩm là Chico DHCT, bà con mình có thể trộn phân hoặc bà con mình tưới trực tiếp vào gốc với cái liều lượng là một gói nửa ký, bà con mình pha vào nước một phi 200 lít nước, bà con mình tưới trung bình một gốc là khoảng từ 4 cho đến 6 lít. Hoặc bà con mình có thể trộn với phân hữu cơ, bà con mình ủ hoai mục, sau đó bà con mình bón trực tiếp vào gốc. Thì đối với hai đối tượng này thì hiện nay chúng ta phòng là chính, chứ còn khi bà con mình đã để xảy ra rồi thì cái hiệu quả của các thuốc hiện nay hầu như là cái tác động rất là yếu. Bên cạnh hiện nay thì cái ghẻ hiện nay cũng đang xuất hiện trên vườn chúng ta rất nhiều. Thì đối với bệnh này thì bà con mình có thể phòng trừ bằng Isacop là gốc đồng. Hiện nay gốc đồng thì bà con mình thường xài trên cây có múi rất nhiều. Thì cái này bà con mình phun phòng định kỳ vào những cái cơi đọt. Khi nó xuất hiện cơi đọt, nó bảo vệ cho cái đọt chúng ta và giá trái thuận lợi hơn. Thì với cái sản phẩm này bà con mình cũng sử dụng với liều lượng là gói 500g cho một phi. Bà con mình phun đều, ướt đẫm trên tán lá, mặt dưới lá, bà con ướt đều đẫm trong thân luôn. Bên cạnh đó hiện nay cũng có một số như là cái ruồi đục trái hoặc là một số côn trùng, bà con mình có thể là mang tính chất là bà con mình xua đuổi là chính. Bà con mình phun phòng ngay từ đầu, thứ nhất là bảo vệ cây đọt, thứ hai là nếu giai đoạn có mang trái thì bà con mình có thể sử dụng cái sản phẩm Angun với cái liều lượng là một gói 10g cho mình 16 lít, bà con mình phun phòng trừ một số cái đối tượng như là sâu hoặc là sâu vẽ bồ hoặc là một số cái côn trùng chích hút trái, đặc biệt là cái giai đoạn mang trái. Thưa anh, là được biết là anh có khá nhiều năm mình canh tác cái loại cam quýt. Theo kinh nghiệm của anh thì cái chế độ dinh dưỡng nó có ảnh hưởng đến cái tình hình dịch bệnh không ạ? Theo tôi nghĩ thì nó nhiều, nhiều loại quá. Mình không hiểu như thế nào chứ nó cũng phân bón đầy đủ, dạ, thuốc cũng đầy đủ mà nó cũng vẫn vàng lá, thối rễ, dạ, rồi ghẻ lá. Là mình bổ sung dinh dưỡng cho cây rồi mà cây nó vẫn mắc bệnh đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thưa kỹ sư Giang Nguyễn Khôi, riêng cái trường hợp này thì kỹ sư có ý kiến như thế nào ạ? Thì hiện nay đối với cái tình trạng giữa cái dinh dưỡng và cái chế độ bệnh thì hai cái yếu tố này nó có liên hệ rất là mật thiết với nhau. Khi chú can thiệp phân bón, chú cung cấp đầy đủ dưỡng chất khoáng đa lượng vi lượng, trung đa vi lượng, thì cây giúp cho cây nó khỏe hoàn toàn thì cái tình trạng bệnh nó cũng ít xuất hiện trên vườn mình hơn. Còn nếu chú chăm sóc dinh dưỡng không đảm bảo mà hiện nay mình đang khai thác cái năng suất rất là cao, như vậy thì nó không đảm bảo được cái dinh dưỡng thì nó sẽ làm suy cây. Do đó suy cây thì khi cơ thể nó yếu, cái sức khỏe, sức đề kháng của cây nó yếu, thì đồng thời lúc này, đặc biệt là giai đoạn này, bắt đầu một số nấm gây hại nó sẽ tấn công theo và cây nó suy. Như vậy thì đồng thời nó sẽ làm cho cái vườn chúng ta nó dễ bị bệnh hơn. Thưa anh ạ, hiện tại thì có một vài nhà vườn canh tác theo cái hướng là mình tăng dần cái việc sử dụng phân hữu cơ sinh học, hạn chế cái phân hóa học. Theo anh thì anh có ý kiến như thế nào về cái cách làm này ? Theo tôi thì bây giờ thường thường là tôi bón phân hữu cơ nhiều hơn phân hóa học. Tại vì phân hóa học thường thường thì chắc là bón nhiều nó sẽ bị cháy đất. Còn ý kiến của kỹ sư Giang Nguyễn Khôi thì như thế nào ?
Cây có múi thì là một cái cây công nghiệp khai bà con mình khai thác lâu năm, thì cái nền tảng chính vẫn chính là phân hữu cơ. Thì trong cái quá trình bà con mình bắt đầu bà con mình chuyển sang cái giai đoạn kinh doanh, thì đặc biệt lúc này cây bắt đầu cho trái, thì lúc này bà con mình có thể can thiệp vào những cái giai đoạn cực trọng của cây, tức là khi giai đoạn trái non, bà con mình có thể sử dụng thêm một số cái phân hiện nay đang có trên sẵn là cái dạng NPK theo cái tỷ lệ, ví dụ như là 15 16 16 8, 15 15 20, hoặc là 12 12 17, tùy theo cái tỷ lệ nhu cầu từng giai đoạn bà con mình can thiệp. Thì hiện nay với cái xu thế hiện nay canh tác theo hướng là sinh học bền vững, phần lớn là người ta ưu tiên sử dụng những cái sản phẩm mang nguồn gốc hữu cơ, thì nó không có tình trạng là tồn dư cái chất trong cái sản phẩm chúng ta mà sản xuất ra. Đặc biệt là lúc này bà con mình trên cây quýt thì bà con mình sử dụng ngoài cái bón phân hữu cơ hoặc là phân NPK thì nó còn cần thêm một số cái nguyên tố chung vi đa lượng để giúp cho cái trái cũng như là cái phẩm chất, cái độ ngọt nó tăng tốt hơn. Thì người ta có cái tập quán là sử dụng cái phân bón qua lá. Thì hiện nay về phía công ty bảo vệ thực vật An Giang cũng có một cái sản phẩm nó hoàn toàn từ hữu cơ, thì sản phẩm là DS80. Thì cái sản phẩm này nó cung cấp một số cái chung đa vi lượng, bà con mình phun lên nó sẽ hấp thu được liền và nó sẽ cân đối được tỷ lệ chung đa vi lượng, giúp cho cây nó phục hồi và nó sinh trưởng tốt hơn. Cũng xin bổ sung thêm cái thông tin cho chỗ chú Chí vừa rồi cũng có hỏi về vấn đề dinh dưỡng. Thì hiện nay trên cây cam quýt á, thì cái đặc tính sinh lý của cây, tức là cái bộ rễ nó không có lông hút, mà cái cây quýt chúng ta nó mang lại cái năng suất rất lớn, là bà con mình thấy cái tỷ lệ đeo trái trên cây rất là cao, bà con mình khai thác quanh năm. Thì do đó là cái nhiệm vụ của cái bộ rễ rất là quan trọng để nó hút nước cũng như dinh dưỡng để nuôi trái, nuôi thân, nuôi lá. Thì do nó đặc tính nó không có lông hút, do đó là hiện nay thì bà con mình phải sử dụng những cái biện pháp nào đó giúp cho cái bộ rễ nó phát triển ra một cách tốt nhất. Về phía công ty An Giang cũng có một cái sản phẩm hiện nay nó là cái Zeromix. Đây là một cái sản phẩm, nó là một cái nấm cộng sinh. Khi bà con mình có thể là sử dụng kết hợp chung với phân hóa học, có thể kết hợp chung với phân hữu cơ, bà con mình giải trực tiếp vào gốc, nó sẽ giúp cho cái bộ rễ nó nhân đôi lên, nó giúp cho cái bộ rễ nó loang ra nhiều hơn, và nó là những cái cánh tay để nó giúp cho chúng ta cây nó hấp thu dinh dưỡng cũng như nước một cách tốt nhất, và nó vươn tới và nó sử dụng triệt để được cái lượng phân cũng như cái lượng bà con mình bón phân bón hàng năm vô như vậy. Và đặc biệt là đây là một cái dạng nấm nó giúp cho phân giải cái lân khó tiêu ở trong cây trồng, ở trong cái vùng đất, đặc biệt là cái vùng đất Đông Nam Bộ của chúng ta. Vừa rồi thì bà con cũng đã được nghe kỹ sư Giang Nguyễn Khôi tư vấn khá là chi tiết về cách quản lý dịch bệnh và dinh dưỡng trên cây cam quýt. Và trước khi khép lại chương mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe kỹ sư Khôi tóm lược những nội dung chính để giúp bà con mình thuận lợi hơn trong quá trình canh tác, đặc biệt là cây có múi hiện nay. Thì đối với giai đoạn này, khi mà bắt đầu mưa nhiều thì bà con mình cũng lưu tâm dùng em, đặc biệt là cái ghẻ trên lá trên trái, thì bà con mình có thể sử dụng cái sản phẩm Isacop. Đây là một cái sản phẩm gốc đồng cũng là rất là quen thuộc với bà con rồi, bà con mình có thể sử dụng với cái liều lượng là 50g cho 1,2 lít nước, bà con mình phun đều ướt đẫm trên tán lá thì nó sẽ quản lý tốt hai, đặc biệt là cái đối tượng cái gây cái ghẻ trên cái lá hoặc trái gây ra. Và cái đối tượng thứ hai bà con mình cũng lưu tâm giai đoạn này chính là cái cho cái áp lực mưa nhiều thì là cái điều kiện thuận lợi cho cái bệnh vàng lá thối rễ gây ra. Thì đây là còn có bệnh cũng do hai là nấm từ trong đất, thì bà con mình cũng phải chủ động phòng là chính. Thì đặc biệt là hiện nay bà con mình tăng cường sử dụng phân hữu cơ thứ nhất, thứ hai là bà con mình sử dụng thêm cái nấm đối kháng là cái Chico Vẹt Ba, đặc biệt là cái sản phẩm Chico DHCT. Thì bà con mình có thể là tưới trực tiếp vào gốc hoặc bà con mình trộn với phân chuồng để bà con mình sử dụng đều được hết. Ngoài ra bà con mình có thể bổ sung thêm một số cái chế phẩm dinh dưỡng qua lá giúp cung cấp kịp thời một cái số cái chung đa vi lượng cho cây. Thì ngoài bà con mình có thể sử dụng cái DS80, hoặc còn đối với bộ rễ để giúp cho bộ rễ phát triển khỏe mạnh thì bà con mình có thể sử dụng cái sản phẩm Ridomix, nó giúp cho bộ rễ nó cộng sinh và nó cộng hưởng nhiều hơn, hiệu quả cái phân bón nó sẽ cao hơn. Vâng ạ, xin cảm ơn kỹ sư Giang Nguyễn Khôi cũng như là cảm ơn bà con rất là nhiều ạ. Vâng, thưa bà con nông dân và quý khán giả, đến đây thì chuyên mục Cùng Nông Dân Ra Đồng do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai và Tập đoàn Lộc Trời phối hợp thực hiện cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con trong những chương mục kỳ sau.